tiếng Anh sẽ không còn là rào cản của các bạn khi mà các bạn học từ những video nước ngoài. Xin chào các bạn đã quay lại với Nguyên và trong video ngày hôm nay thì Nguyên sẽ chia sẻ cho các bạn một cái cách mà Nguyên đang áp dụng để có thể học và phát triển bản thân khi mà mình biết được rằng là ở Việt Nam mình ấy luôn cập nhật các cái xu hướng sau ở thế giới và đặc biệt là những video của những youtuber ở bên nước ngoài ấy, thì họ chia sẻ rất là nhiều những kỹ năng hay nếu như mà chúng ta để tiếng Anh là một rào cản đấy thì các bạn cũng sẽ vô tình là bỏ qua rất là nhiều những cái cách thức để có thể triển khai công việc ví dụ trong lĩnh vực uh, kiếm tiền online hay lĩnh vực làm affiliate marketing nếu như mà các bạn không uh, khai thác được các cái góc độ khác hoặc là những cách thức triển khai mới hiệu quả thì chúng ta sẽ bị tụt lùi sau ở các cái nước ngoài rất là nhiều và đó là chính là cái lý do mà mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà mình đang áp dụng uh, nó cái công cụ này nó sẽ giúp cho mình học và tóm gọn được bất cứ những cái thông tin của một video nước ngoài nào một cách nhanh chóng mà rất là chi tiết nhá. Nó cũng sẽ giúp bạn hệ thống lại được các cái bước mà uh, những cái video hướng dẫn ở bên nước ngoài ấy, họ chia sẻ cho các bạn bước 1, bước 2, bước 3 như thế nào mà các bạn không cần phải là xem toàn bộ video hay các bạn không phải ngồi các bạn dịch sấp những cái lời sấp của họ hay các bạn dùng các cái công cụ chat gpt để dịch lại một chàng đại hải như vậy làm chúng ta bị dỗi não và hôm nay thì cái công cụ này nó sẽ giúp cho các bạn đặc biệt là cái câu lệnh nguyên sẽ chia sẻ với các bạn cái câu lệnh mà nguyên thường sử dụng ok chúng ta sẽ cùng bắt đầu với công cụ này nhá let's go và cái công cụ mà nguyên muốn chia sẻ với các bạn để mà mình có thể học được uh, từ các youtuber nước ngoài hoặc những nhà sáng tạo nội dung ở nước ngoài đặc biệt là trên youtube ấy đó chính là cái công cụ mà mình đã cài đặt nó ở trong cái tiện ích extension này nó có tên là chat gpt for youtube các bạn có thể lên trên uh, google các bạn gõ uh, chat gpt for youtube nhá chrome extension này đó thì cái icon của nó là màu hồng hồng này và cái cách thức mà mình dùng với cái công cụ này ấy, nó là một cái công cụ mà nó cho dùng miễn phí uh, các bạn có thể dùng 7 lần miễn phí mỗi tuần và nếu như những bạn nào mà có thể dùng nhiều hơn đấy thì các bạn cũng có thể tham khảo cái gói dịch vụ của nó cũng rất là rẻ này ví dụ như là 9,9 đô mà các bạn có thể dùng được 300 cái lượt uh, giống như cái lượt yêu cầu của bạn ấy thì với mình thì đây là một cái công cụ rất là rẻ và bảy cái mỗi tuần thì nếu dành cho những bạn nào mà ít ít học on, online trực tuyến ấy còn nếu các bạn học nhiều các bạn cũng có thể nâng cấp lên gói pro và đây là một video mà mình chia sẻ không có chương trình affiliate với công cụ này đâu nha đầu tiên hết thì các bạn sẽ vào trong các bạn sẽ cài cái tiện ích này lại đó các bạn uh, ấn cài đặt nhé khi các bạn cài đặt đấy thì nó sẽ các bạn ấn vào cái nút ghim này ở trên này và các bạn pin nó lên ở trên góc này thì nó sẽ hiển thị ở trên cái chrome của các bạn và các bạn sẽ vào một cái kênh youtube bất kỳ giả sử ở đây À, là các bạn thường là, nếu như chúng ta quan tâm đến một cái lĩnh vực gì ở nước ngoài đúng không thì chúng ta sẽ tìm một cái kênh nào đó chuyên hướng dẫn về nước ngoài giả sử như mình quan tâm đến kiếm tiền online làm affiliate marketing thì mình sẽ vào những cái kênh ví dụ kiếm tiền online thì có kênh là 10x income này income đó đây cũng là một cái kênh mà mình thấy chia sẻ cũng rất là nhiều những cái video mà có những cái lượt xem cũng rất là lớn đang giả sử như vậy À, ví dụ như các bạn vào đây các bạn thấy một cái video nào đó mà các bạn muốn quan tâm đến nó Đây là mình giả sử nhá có thể rất là nhiều các cái kênh khác nhau mà các bạn cũng có thể uh, quan tâm Thì uh, chúng ta sẽ vào một cái kênh bất kỳ Giả sử như mình vào đây mình ấn vào một cái kênh này Một cái video này có 554 lượt xem này Rồi mình sẽ bỏ qua quảng cáo Nó sẽ mất là 8 phút để các bạn có thể hiểu nội dung à, Từng bước từng bước một nghĩa là nếu như bình thường ấy các bạn có thể có nhiều bạn là dùng cái công cụ là transcript này summary này sau đó vào chat gpt để các bạn dịch nhưng mà ở đây mình sẽ không dùng cái công cụ này mà mình thạo dùng thẳng cái công cụ chat gpt for youtube mình sẽ dùng một cái cú cú pháp lệnh để nó tóm tắt cho mình cái video này và cái câu lệnh đấy mình sẽ để cho các bạn ở bên dưới nhá cái câu lệnh của nó mình sẽ đưa là các bạn hãy tóm tắt nội dung video này thành năm cái ý chính đi và tóm tắt các bước một cách dễ hiểu và các bạn không tóm tắt văn bản mà phải liệt kê từng bước cụ thể đã được đề cập Và các bạn muốn nó có bao nhiêu giây ấy Thì các bạn uh, để được bao nhiêu giây Ví dụ 90 giây thì các bạn để 90 giây Và với cái cách này thì các bạn cũng có thể là Một này các bạn tóm tắt để các bạn hiểu được nội dung video nói gì Cách thứ hai là nếu như những bạn mà quan tâm đến việc là làm lại cái video hướng dẫn cho người khác ấy Thì các bạn cũng có thể dựa theo cái, cái cú pháp này để các bạn tóm tắt ra được cái nội dung để các bạn làm ra một cái video mới hướng dẫn bằng tiếng Việt để xây dựng cho cái kênh YouTube của mình. Rồi uh, sau khi mà mình đã add rồi mình lưu lại cái câu câu lệnh này nhé, uh, mình quay lại cái video này và bây giờ ấy mình sẽ ấn là uh, ad, uh, mình sẽ ấn vào cái phần này ad GPT uh, Summary này thì để mình yêu cầu nó thực hiện cái câu lệnh của mình đó là tóm tắt lại cái nội dung này và phải liệt kê chi tiết từng cái bước mà đã được hướng dẫn ở trong video này là như thế nào. Mình sẽ ấn nhá, rồi và khi mình mình ấn như này. Thì nó sẽ có một cái thời gian này nó sẽ uh, liệt kê cho các bạn này đó, ví dụ như là bước 1 này bắt đầu ý tưởng thứ hai này tạo này thứ ba đó thứ tư như này và với cái cách này ấy, thì các bạn không cần phải xem hết video đâu các bạn có thể hiểu được cái cách của nó làm như thế nào và chỉ khi mà các bạn hiểu được cái cách làm rồi ấy, thì chúng ta sẽ xem và chúng ta sẽ đánh giá trước về cái phần uh, tổng quan về cái mô hình công việc này nó có phù hợp với các bạn hay không để mà trước khi mà chúng ta xem cái chi tiết video hướng dẫn như thế nào từng bước làm như nào kích vào đâu như nào nó thiên về kỹ thuật ấy nghĩa là các bạn hãy dành cái thời gian để mà các bạn xem cái nội dung video trước xem cái nội dung này nó có phù hợp với các bạn hay không đó để và chúng ta thấy những cái ý tưởng mà người ta đưa ra phù hợp vậy thì chúng ta mới học về kỹ thuật chuyên sâu sau thì với cái cách này một ngày các bạn có thể xem được ti uh, tỷ video ở trên kênh youtube đây giả sử như là uh, mình sẽ xem một cái kênh khác chẳng hạn với cái cách mà tóm tắt như này ấy, thì các bạn thấy được là chúng ta sẽ tóm tắt được lại cái nội dung rất là chi tiết nhá và các bạn có thể biết được luôn từng bước bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 như thế nào. Và ngay cả khi các bạn triển khai theo cái video này ấy, thì các bạn có thể tóm tắt theo đây nó sẽ rất là dễ. Và đó là cái cách mà mình vẫn đang học những cái video ở nước ngoài họ triển khai như thế nào và từ đó là mình sẽ không bị giới hạn mình có thể học uh, nhiều cái video ở nước ngoài hay hơn ok đó là cái công cụ mà đã giúp cho mình có thể học và xem rất nhiều video ở nước ngoài mà không tốn nhiều thời gian để chúng ta có thể biết được nhiều cái cách thức triển khai traffic nó tốt hơn hay là các bạn muốn học thêm những cái kiến thức ở không bị giới hạn về địa lý ở rất là nhiều cái kênh nó sẽ có những kiến thức rất là hay ngay cả khi các bạn đi tham gia vào bất kỳ một cái chương trình học nào cũng thế thôi thì người thầy người ta cũng không thể biết được hết tất cả mọi thứ mọi ngóc ngách lĩnh vực nên là à, chúng ta đừng để về cái ngôn ngữ nó trở thành một cái rào cản của chính mình và mình hy vọng rằng cái video này sẽ giúp cho các bạn có thể nhanh chóng phát triển được bản thân của mình cũng như tìm ra được à, rất là nhiều những cái ý tưởng hay ở từ những cái video nước ngoài mà các bạn à, tận dụng công cụ này để các bạn tóm tắt được và nếu video này các bạn cảm thấy hữu ích với mình thì hãy nhớ like và subscribe kênh để có thể ủng hộ cho nguyên có thể ra nhiều video hữu ích hơn nữa và hãy comment ở bên dưới video này những cái thông tin mà các bạn quan tâm để nguyên sẽ xem và nếu như nguyên biết mình sẽ chia sẻ cho các bạn còn nếu trường hợp mình không biết mình cũng sẽ được học luôn với các bạn và khi mà mình biết mình sẽ chia sẻ ok và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.